Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11, quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối. Và ngay sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Mỹ Quốc ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì thuốc lá điện tử. Nga trao đổi điệp viên với Lithuania và Na Uy. Cơ quan CDC đưa ra lời cảnh báo về sự tồn tại của loại vi khuẩn kháng thuốc Superbus. Ăn vào đêm khuya có thể gây hại tới sức khỏe tim mạch. Phát hiện một siêu thị bày bán địa cầu có hình đường lưỡi bò tại Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết, Mỹ Quốc đã vừa ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên vì thuốc lá điện tử. Bộ Y tế của Mỹ Quốc vào ngày thứ Năm 14 tháng 11 cho biết quốc gia này đã vừa mới ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên có liên quan tới thuốc lá điện tử. Trong bối cảnh người thiệt mạng chỉ mới 18 tuổi, Rafael Powavas đã qua đời vì bệnh sưng phổi không lâu sau khi nhận được một món quà sinh nhật từ người bạn của mình. Đó là thiết bị hút thuốc cần sa bằng hơi nước hay còn gọi là thuốc lá điện tử. Đài truyền hình RTL TVI dẫn lời Bộ trưởng Y tế Mỹ Quốc là Matthew DeBlock nói rằng chắc chắn cái chết của Powers có liên quan tới thuốc lá điện tử vì các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh hô hấp nêu trên. Quay sang Hoa Kỳ, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho đến nay đã ghi nhận được hàng trăm trường hợp ngã bệnh sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. 42 người trong số này đã tử vong. Bản tin tiếp theo cho biết Nga đã trao đổi điệp viên với Lithuania và Na Uy. Nga, Na Uy và Lithuania vào thứ Sáu 15 tháng 11 đã vừa tổ chức một sự kiện hoán đổi tù nhân chính trị. Trong bối cảnh những người này trước đây đã bị cáo buộc làm gián điệp, giúp cho chính phủ thu thập thông tin tối mật từ phía đối phương. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Tình báo Lithuania cho biết, màn trao đổi điệp viên đã diễn ra trên đường biên giới, giáp ranh giữa ba quốc gia. Hai người trong số này được xác nhận có tên là Chichanis Matatis và Aritidas Tamosatis, trong khi người còn lại mang tên là Frobers đến từ Na Uy. Trong suốt thời gian qua, chính phủ Na Uy đã không ngừng đấu tranh kêu gọi Nga trả tự do cho Frobert, người từng giữ chức vụ binh sĩ tuần tra biên giới, bị bắt vào hồi năm 2017 tại thủ đô Moscow. Trong khi đó, thì Tổng thống Nga lên kế hoạch công du sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang có kế hoạch công du sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 1 sắp tới, thể theo thông tin do cố vấn của nhà lãnh đạo Ankara Tayyip Erdogan đưa ra vào ngày thứ Sáu 15 tháng 11 trong cuộc phỏng vấn cùng với đài truyền hình TRT. Ông Ibrahim Kalin cho biết, trong lần gặp gỡ này, hai ông Vladimir Putin và Tayyip Erdogan sẽ cùng nhau thảo luận về các vấn đề năng lượng, trong đó bao gồm việc phát triển đường ống dẫn hơi đốt Nord Stream, cũng như thỏa thuận di dời các chiến binh người Kurd YPG ra khỏi mạng Đông Bắc Syria, vốn từng ký kết giữa hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cho biết quốc gia này sẽ không từ bỏ chương trình mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn S-400 do Nga sản xuất, bất chấp điều này đang khiến cho căng thẳng leo thang với Washington. Trong khi đó, thì Ukraine đã bắt giữ phó thủ lĩnh của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS, tức là đàn em của Abu Omar el-Shishani. Cơ quan tình báo Ukraine vào ngày thứ Sáu 15 tháng 11 cho biết đã bắt giữ được phó thủ lĩnh của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS, vốn là đàn em của Abu Omar el-Shishani, trong bối cảnh người này đã đột nhập vào lãnh thổ Kiev bằng sổ thông hành giả. Trước đây, el-Shishani từng bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt cho biệt danh là Minister of War, tức là kẻ đầu sỏ khơi mào nền chiến tranh. Truyền thông địa phương dẫn lời Giám đốc Bộ Tình báo SBU cho biết, vụ bố ráp đã được tiến hành cùng với sự hợp tác của Bộ Nội vụ Georgia và cơ quan CIA.
tính cho đến nay, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ biết đây là đàn em của Shishani, người từng bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố nguy hiểm, đồng thời treo giải thưởng 5 triệu Mỹ Kim dành cho những ai giúp bắt giữ hắn ta. Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy để tìm kiếm hòa bình cho Ukraine vào tháng 12 tới đây. Giới lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine hiện đang lên kế hoạch gặp nhau ở thủ đô Paris vào ngày 9 tháng 12 sắp tới để tham gia vào hội nghị thượng đỉnh Normandy nhằm mục đích tìm kiếm những giải pháp giúp chấm dứt chiến tranh ở mạn đông Ukraine. Đây là lần đầu tiên họ ngồi vào bàn đàm phán với nhau kể từ khi Nga và Ukraine đạt được nhiều bước tiến mới trong cuộc thương thuyết vào hồi tháng trước. Chỉ trong vòng 5 năm, đã có hơn 13.000 người bị thiệt mạng tại mạn đông Ukraine, nơi đã diễn ra màn giao tranh giữa nhóm phiến quân ly khai thân Nga và quân chính phủ Kiev. Mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu rơi vào căng thẳng kể từ khi Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, dẫn tới việc các quốc gia Tây phương áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow. Sau khi tân tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên nhậm chức, ông đã cam kết sẽ chấm dứt xung đột với Nga. Cả quân đội Ukraine và nhóm phiến quân ly khai nổi dậy đã bắt đầu rút quân ra khỏi tỉnh Donbass để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Normandy. Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết, Nam Hàn từ chối bình luận về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, GSOMIA. Thưa quý vị, giới chức trách Nam Hàn vào ngày thứ Sáu 15 tháng 11 đã từ chối đưa ra bình luận đối với kế hoạch kết thúc chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, trong bối cảnh chính sách này sẽ chính thức hết hiệu lực vào tuần sau. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Takeshi Iwaya cho biết, Nam Hàn sẽ phải hối hận sau khi kết thúc thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo, viết tắt là SOMIA, vốn từng được hai bên ký kết vào hồi năm 2016. Thỏa thuận này từng được giới lãnh đạo Tokyo và cựu tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye thành lập nhằm mục đích theo dõi từng đường đi nước bước của Bắc Hàn. Vào thời điểm Bình Nhưỡng đang theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử, gây nên tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Nguyên nhân khiến cho Nam Hàn hủy bỏ thỏa thuận SOMIA được cho là có liên quan tới cuộc tranh chấp mậu dịch với Nhật Bản, bởi vì Tokyo không chịu bồi thường tiền bạc cho các nạn nhân từng bị quân đội bắt làm nô lệ tình dục trong thời Thế chiến thứ hai. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.